Vâng, xin chào tất cả bà con cùng anh chị em theo dõi kênh TVH Nhà Nông Chia Sẻ. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ một nội dung của một cái video mang tính chất là cũng để bà con tham khảo. Trong video này mình sẽ làm một bài so sánh giữa hai dòng cà phê, đó là giống cà phê TRS1 thuộc dòng cà phê Lai đa dòng và giống cà phê thứ hai đó là giống cà phê Xanh Lùng ghép gốc mít, để bà con cùng tham khảo và nhận xét để đưa ra một cái quyết định chín chắn cho cái hướng tái canh sắp tới của mình. Và trước màn hình đó là vườn cà phê TRS1 được xuống giống từ tháng 6 năm 2023, cũng được tái canh trên một vườn cà phê đã già cỗi mọi người. Đây là cái vườn cà phê trước đây trồng năm 1995, đã được dỡ đất và xử lý tái canh một giống cà phê mới, đó là TRS1 thuộc giống cà phê Lai đa dòng của viện Ecomat Đắk Lắk. Thì bây giờ mình sẽ đi ngay vào vấn đề là sẽ so sánh và phân tích cho bà con những cái đặc điểm cũng như là đặc tính của giống cà phê này để bà con cùng tham khảo. Mình sẽ đi tới và mình sẽ trồng một cây ngẫu nhiên nha mọi người. Thì trước màn hình đây là một cây cà phê TRS1 thuộc giống cà phê Lai đa dòng. Cây cà phê này là cà phê thực sinh nha mọi người, chứ không phải là cà phê ghép. Thì hiện giờ thì như cái đặc điểm nhận dạng của giống cà phê này thì bà con có thể nhìn bao quát một cây cà phê thế này thì bà con thấy là cái lá nó hơi to nha mọi người. Nó có một cái đặc điểm là nó giống lấy cà phê TR4, nhưng cái lá to như giống cà phê TR9, bởi vì cái giống này được lai tạo từ cà phê TR4, TR9, TR11 và TR12 nha mọi người, và đã được sàng lọc những cái bệnh như là rỉ sắt và nấm hồng, tháng thư cũng đã được khắc chế và quản lý rất là tốt nha mọi người. Nên cái giống cà phê này hiện nay là cũng rất được nhiều bà con là chọn lựa nha mọi người để tái canh. Đây thì qua cái hình ảnh này thì bà con thấy nó có rất là cái nhiều cái ưu điểm nha mọi người, là nó cây to nè, lá xanh nè, sinh trưởng tốt nè, và cái tỷ lệ đầu trái cũng có thể nói là cũng sớm đem lại năng suất cho mọi người. Đây mọi người thấy đây, đây là cây cà phê mới có 10 tháng tuổi thôi, trồng từ tháng 6 năm 2023 đến nay thì 10 tháng rồi, nhưng mọi người thấy không, cũng đã cho trái rất là nhiều mọi người. Và mình sẽ tính cho bà con nó được bao nhiêu cặp cành cho trái nhé. Thì đầu tiên ở dưới đây thì một cặp nè, hai cặp nè, ba cặp nè, bốn cặp nè, bốn cặp đã cho trái nha mọi người, bốn cặp cành đã cho trái. Tuy nhiên thì những cặp trên thì nó sẽ cái số lượng trái nó sẽ ít hơn mọi người, nó chỉ được 1-2 chùm thôi. Ở bên dưới thì nhiều hơn, bên dưới thì 1 nè 2 3 4 5 6, còn khoảng cỡ 5 chùm nha mọi người, 5 chùm là đều. Và đỉnh sinh trưởng rất là tốt mọi người, rất là gọi là đi đọt rất là mướt luôn. Nhưng cái đặc điểm của giống cà phê này thì nó là giống cà phê thực sinh, nên cái khoảng cách của những cặp cành này nó thưa hơn mọi người. Nó có thể là từ cặp này lên cặp kia nó nằm cái khoảng cách khoảng là 6 đến 7 phân nha mọi người. 6 đến 7 phân mới là có một cặp cành. Đó. Thì mình đánh giá tổng thể cái giống cà phê này còn không có cái gì là phải chê hết mọi người. Là có rất nhiều là cái ưu điểm. Kháng bệnh này, chịu hạn này, cây to khỏe, sinh trưởng đồng đều. Thì có thể là 9 điểm rồi nha mọi người, mình đánh giá là được 9 điểm. Và bây giờ thì mình sẽ qua quay một cái vườn cà phê Xanh Lùng để bà con tham khảo. Xanh Lùng ghép gốc mít nha mọi người. Như những video trước đây thì mình cũng thường xuyên chia sẻ với bà con cái giống đó. Nó có một cái ưu điểm là tái canh ra những cái vườn mảnh đất cũ, những cái đất cũ mà đã khai thác nhiều năm, thì cái giống cà phê Xanh Lùng ghép nó rất là khỏe nha mọi người, nó phát triển và thích nghi rất tốt.
và cũng hạn chế được tình trạng là bị chết do bị nấm rồi là bị ngộ độc đất đó vậy mọi người. Và cái vườn này thì như các con thấy đấy là anh chủ vườn cũng trồng theo cái mật độ là 3 mét 3 mét nha mọi người, cũng là trồng theo giống như cà phê truyền thống trước đây. Thì cái giống của mình một lần nữa mình nói kỹ hơn về cái những cái đặc tính của giống cà phê này. Thì giống cà phê này là có những cái đặc tính rất là ưu việt nha mọi người, đó là cây xanh nè và kháng bệnh tốt, chịu hạn tốt và quản lý được cái bệnh rỉ sắt rồi nấm hồng tháng thư từ lúc ban đầu rất là tốt cho mọi người. Tuy nhiên thì cái giống cà phê thực sinh thì nó có những cái rất là nhiều ưu điểm nhưng vẫn có khuyết điểm cho mọi người. Cái nhược điểm của cái giống cà phê này thì mình phân tích, mình có thể là mình so sánh những giống cà phê trước đây như là giống cà phê TR9 nha mọi người. Thì theo mình biết, mình tìm hiểu thì cái giống cà phê TR9 á, nó cũng là một cái giống cà phê thực sinh cũng được cung cấp từ Viện Ecomat Đắk Lắk. Tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm mà bà con bây giờ là đang có hướng là thay hết cho mọi người, thay hoặc là ghép cải tạo. Đó là cái nhược điểm mà lưu ý nhất, đó là cho cành thứ cấp rất là nhiều, nhưng là cho tỷ lệ đậu trái trên những cành thứ cấp đó lại là rất là thưa cho mọi người. Những cành nào mà khỏe mạnh thì nó mới cho trái thôi, còn những cành thứ cấp mà hơi yếu rỗng rồi đấy, nó bị vượt đấy thì nó không bao giờ có trái nha mọi người. Nhiều cây nó rất là rậm luôn và nó có một cái hiện tượng là nó gây ra là coi như là rập quá, nên là cái tỷ lệ đậu trái rất là thưa, dù rằng là cây rất là tốt cho mọi người. Bởi vậy nên là mình cũng đã cũng nghiên cứu cái giống cà phê thực sinh thì nó lúc ban đầu thì nó rất là ok. Mấy năm đầu cái cành cấp nó chưa có nhiều thì nó sẽ cho trái rất là dày và cho năng suất cao, nhưng về lâu về dài thì như điển hình như cái giống cà phê TR9 thì mình đã biết là cái giống cà phê đó bây giờ bà con không chọn lựa nữa mọi người, nó gọi là cho năng suất rất là thấp, dù rằng là nó kháng bệnh cũng tốt và chịu hạn, rồi là nó quản lý được những cái bệnh như là tuyến trùng rồi là rỉ sắt rồi, nhưng mà nó không đem lại năng suất thì mình cũng không phải là cái sự chọn lựa của bà con nông dân. Theo nghĩ thì bà con nông dân cũng không nên chọn lựa những cái giống cà phê mà nó có những cái nhược điểm mà đáng phải lưu ý như vậy. Qua cái sự đánh giá và cái mức độ của phát triển và sinh trưởng của giống cây này là mình đánh giá rất là cao nha mọi người. Có thể bà con có thể ứng dụng để tái canh cho vườn cà phê của nhà mình. Còn về lâu về dài thì mình cũng chưa có một cái tài liệu nữa để kiểm chứng cái giống này nó có bền hay không nha mọi người, và nó có cho năng suất đều hay không, thì cái đấy thời gian mình sẽ theo dõi và mình sẽ có những video sau này để chia sẻ bà con, để bà con tham khảo có thể là những cái ưu điểm và những cái nhược điểm mình cách để mình khắc chế nha mọi người, để mình canh tác tốt hơn. Và bây giờ thì mình sẽ qua mình quay cái vườn cà phê xanh lồng ghép cho mọi người. Và có một cái khác là tại vì cái đây là giống cà phê ghép xanh lồng ghép gốc mít, nên là chủ vườn đã trồng với cái mật độ là dày hơn nha mọi người. Hàng cánh hàng thì có khả năng là gần 3 mét, nhưng mà cây thì mọi người thấy không? Cái vườn này theo mình nhận xét thì vườn này trồng khoảng cỡ cách cây khoảng cỡ 1 mét rưỡi thôi nha bà con. Hơi dày. Cũng giống vườn cà phê của anh Tường nha mọi người. Vườn cà phê anh Tường thì trồng 2 mét, 3 mét. Còn vườn này thì mình nghĩ là chắc khoảng cỡ 2,8 mét và 1 mét rưỡi. Theo mình đánh giá thì cái vườn này trồng hơi dày nha mọi người. Để cỏ mùa nắng thì rất là tốt, bởi vì là cây cỏ nó giúp cho cây cà phê giữ được độ ẩm nha mọi người trong mùa nắng hạn, và đồng thời thì cũng sẽ giúp là cân bằng sinh thái trong đất. Thì đây là một cái đặc điểm mà bà con nông dân cần lưu ý để khi mà canh tác cà con để mình ứng dụng, mình làm sao cho cà phê nó được phát triển tốt trong mùa nắng. Thì về cái vấn đề cỏ rác thì mình cũng
không cần là làm sạch lắm nha mọi người, mình cũng gọi là quản lý tốt, không để nó quá nhiều, mình để mức độ là vừa phải thôi, không để nó phủ cái cà nha mọi người, thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây cà nha mọi người. Và đây thì mình sẽ đi vào phân tích vấn đề về cây cà phê xanh lùng này. Đây, như cái đặc điểm của cây cà phê xanh lùng thì mọi người cũng biết rồi, là cái lá nó thì xanh và nhỏ, và gân lá thì nó sâu, gân lá nó rất là khỏe mà thấy nó sâu nha mọi người, chứ không có bằng phẳng mà láng như cái giống cà phê TRS1 hồi nãy. Và cái tỷ lệ đậu trái thì chắc chắn thì nó sẽ đậu đều hơn mọi người. Đây mọi người, đây nè, cái số, cái lượng quả trên mỗi cành, trên mỗi chùm này mọi người thấy rất là nhiều, rất là nhiều luôn, và nó rất là đồng đều mọi người, cái chùm rất là đồng đều. Và nó, cái số cành mà đã đậu quả thì mình cũng sẽ tính cho bà con xem nha. Này, từ bên dưới lên nha mọi người, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Thì bên kia mới có 5 cặp cành là có trái thôi nha mọi người, còn đây là 7 cặp cành và có trái rồi. Khoảng cách từ đốt này lên đốt kia thì nó chưa đầy, nó còn khoảng cỡ 4 phân thôi mọi người. Đó nên là cái số lượng cành, cặp cành thì nó cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà vì nó khoảng cách nó dày nên là mình thấy cà phê rất là lùng mọi người. Và cái đỉnh sinh trưởng cũng thế, mọi người thấy không? Cái khoảng cách từ cặp cành này đến cặp cành này thì nó chưa đầy là 3 phân nha mọi người. Rồi, và như bà con quan sát tổng thể cái cà phê xanh lùng thì vào mùa nắng thì mình thấy cái mức độ sinh trưởng cũng rất là ok mọi người. Tuy nhiên thì cái vườn cà phê này nó cũng không được đều nha mọi người. Một phần thì cái giống cà phê ghép thì nó sẽ cũng có một số, một phần ít là nó sẽ bị về kỹ thuật mà ghép đấy, lúc ban đầu này mọi người, nên cái bộ rễ nó rất là yếu, có một số cây nó cũng bị khuyết nha mọi người. Thì so sánh hai vườn cà phê này thì mình có thể nói là vườn cà phê này nó chỉ so với vườn cà phê bên kia thì nó khoảng đạt được là 85% về mức độ đồng đều nha mọi người. Rồi thì giống cà phê xanh lùng thì bà con cũng đã xem nhiều video mình chia sẻ rồi, thì nó rất là nhiều cái ưu điểm là cho năng suất cao, giàn cành là cũng tương đối khỏe và kháng bệnh, chịu hạn rất tốt. Nhưng nó có một cái nhược điểm, đó là về thời gian ban đầu là nó cho cành thứ cấp rất là ít nha mọi người, nên là nhiều anh chị em, những bà con nông dân thì cũng hay đề cập về vấn đề này. Nhưng mà mình thấy ở đây cũng có cành cấp nha mọi người. Đây, cành bên dưới thì có cành cấp nha. Nhưng mình sẽ có những video để theo dõi xem cái giống cà phê này về sau nó có cho cành cấp được đều hay không, thì mình sẽ có những cái video sau để mình chia sẻ với con để tham khảo. Còn hiện tại thì nó cũng giống như cái vườn cà phê TRS1 bên kia thôi mọi người. Bên kia nó thì cũng chưa có cành cấp nha mọi người. Trong cái đoạn cà phê tơ mọi người, nên là cành thứ cấp chưa có. Và cái cà phê xanh lông này thì nó được một cái ưu điểm nữa thì nó rất là thích nghi nha mọi người. Thích nghi để tái canh những cái vườn cà phê đã già cỗi, là nó có khả năng kháng bệnh rất tốt, và nó loại trừ những cái bệnh như là cũng như là rỉ sắt, rồi là nấm hồng rồi cũng quản lý tốt nha mọi người. Đây thì mình so sánh hai vườn cà phê xuống giống cùng tháng 6 năm 2023, và cái mức độ sinh trưởng đến thời điểm này thì đã được là 10 tháng. Thì bà con cũng có thể đánh giá được là bên cái vườn cà phê TRS1 này mọi người thì có phần nổi trội hơn rất nhiều về cái mức độ sinh trưởng và cái độ đồng đều. Thì qua đây thì một lần nữa thì mình cũng mong bà con hãy có một sự lựa chọn rất là sáng suốt để tái canh cho vườn cà phê nhà mình. Và mình cũng đã phân tích những cái ưu điểm và nhược điểm của cái hai giống cà phê này để bà con có thể là đánh giá và nhận xét cụ thể hơn. Còn bà con lựa chọn thì bà con có thể chọn hai giống này thì
trong một trong hai, thì bà con có thể tham khảo thêm những cái tài liệu của cái giống cà phê TRS1 này và giống cà phê xanh lồng ghép của Mít để chọn lựa tới canh cho vườn cà phê nhà mình. Và đến đây thì cũng xin phép được kết thúc video.